Kính chào quý khán giả theo dõi chuyên đề Đại đoàn kết toàn dân tộc do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang thực hiện. Thưa quý vị, cụ thể hóa phương châm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của các cấp chính quyền trước những yêu cầu đặt ra đối với sự phát triển của tỉnh, Mặt trận Tổ quốc xã Đông Phước A, huyện Châu Thành duy trì có hiệu quả mô hình ngày thứ sáu nghe dân nói theo đúng tinh thần chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường giám sát việc thực hiện nói đi đôi với làm đối với cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, các ngành và đẩy mạnh thực hiện của nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Cách làm này tạo sự gắn kết giữa Đảng với dân. Chuyên đề Đại đoàn kết toàn dân tộc xin đề cập hiệu quả mô hình này trong 8 năm qua. Tuyến đường này dài 4 cây số thuộc ấp Phước Tân, xã Đông Phước A vừa được trải lớp đá thay cho đường đất trơn trượt suốt nhiều năm. Người dân đi lại dễ dàng, hàng hóa xe cộ thông thương là minh chứng việc nói đi đôi với làm của người đứng đầu cấp ủy xã Đông Phước A. Trong buổi tiếp xúc đối thoại với dân, ông Nguyễn Thanh Việt nghe được ý kiến đóng góp cần thiết xây dựng lại con đường. Vì một lời hứa với dân, ông tranh thủ mọi nguồn lực và hoàn thành lời hứa cách này dài tháng. Trước đây chưa làm thì nó rất là bề bộn, sình đất không à. Đi tới đi lui thì nó té tới té lui. Bây giờ được con lộ này là rất quan nghênh mà chính quyền địa phương. Thì chủ tịch mà xã Đông Phước A này như mà có hứa với dân là trong vòng đây cái Tết hai lần mà dân cũng hay mong đợi hoài, mà tới chừng mà đá cát đổ lên thì dân rất mừng cảm ơn chủ tịch mà Đông Phước A và trưởng ấp Phước Tân. Qua 8 năm triển khai mô hình ngày thứ sáu nghe dân nói đã làm thay đổi phong cách thái độ làm việc của cán bộ công chức, từng bước nâng cao năng lực công tác, chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt hơn chức trách nhiệm vụ được giao, lắng nghe góp ý của dân, đổi mới lề lối làm việc, rèn luyện phong cách đạo đức tác phong khi tiếp xúc với dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Đây là buổi gặp gỡ người dân trong mô hình ngày thứ sáu nghe dân nói tại nhà văn hóa ấp Tân Thuận, xã Đông Phước A. Mô hình này tổ chức định kỳ hàng tháng vào ngày thứ sáu của tuần cuối tháng. Xã chọn một ấp để đối thoại với dân, làm xoay vòng hết tất cả các ấp. Buổi đối thoại có khoảng 50 hộ dân đến tham dự. Nắng chiều nóng oi bức nhưng người dân đến sớm ngồi trò chuyện về việc xã được đầu tư xây dựng xã nông thôn mới nâng cao bằng cách làm ăn phát triển kinh tế. Tại buổi nói chuyện, với tinh thần góp ý chân tình thẳng thắn, người dân mạnh dạn phát biểu ý kiến. Trên 10 năm nhưng mà chưa có hoàn thành được con tuyến lộ của Tân Thuận và Tân Long. Đường đi thì khó khăn, nhân dân thì con em đi học cũng rất là khó. Bây giờ nghe cái tin mà nơi xã nông thôn mới nâng cao thì tôi cũng mừng mà chưa biết bao giờ. Đề nghị là xã có cái ý kiến mà ủy huyện với tỉnh để mà góp phần vô cái nông thôn mới nâng cao cho nhân dân của ấp Tân Thuận, ấp Tân Long hai ấp được là hoàn thành cái con lộ. Còn tiền điện đóng 300 thì tôi đã sẵn sàng rồi, đóng rồi. Các cái ấp này thì cũng vậy, cũng phải làm, cũng không có cái gì phiền hà. Nhưng mà có cái là nhân dân phiền hà cái đồng lộ thôi. Tôi xin có ý kiến hai vấn đề. Cái thứ nhất là điện đài. Thì coi như ở đây theo tôi biết á, là dân ai cũng thống nhất cao với đảng hết trơn á. Mỗi người là 300 ngàn. Thì tôi cũng mong sao là qua cuộc họp này thì cũng nhờ cấp trên của huyện, của xã để làm được cái lộ cho dân đỡ chút. Tại vì điện thì coi như dân thống nhất rồi đó, nhưng mà còn chờ cái lộ. Tại buổi đối thoại, các ban ngành đoàn thể có mặt đầy đủ để kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Với người đứng đầu cấp ủy luôn chăm chú lắng nghe, ghi chép cẩn thận từng ý kiến của cử tri để giải đáp các thắc mắc. Đảng ủy ban cũng đã có cái kiến nghị, cũng có nhiều cái văn bản gửi về huyện do cái nhu cầu bức xúc giữa các tuyến lộ trước và sau, vì tuyến đường mình ấy là trước đây cũng đã được đầu tư cho nên là chưa được đầu tư trở lại. Thì qua cái kiến nghị của bà con mình hôm nay thì góc độ đồng ủy ban cũng đã ghi nhận và tiếp thu ý kiến này,
trong kế hoạch vốn xây dựng cái xã nông thôn mới nâng cao thì xã cũng đã đưa cái đường này vô là cái xây dựng cái xã nông thôn mới nâng cao và đưa vào giai đoạn là xây dựng trong năm nay, thì có khoảng là từ đây đến theo dự kiến từ đây đến tháng 10 là phải xây dựng xong cái tuyến này. Cái ý kiến của bà con mình đề nghị thì nói chung cũng chính đáng, góc độ đồng ý ủy ban sẽ ghi nhận và sẽ có những cái kiến nghị gì trên nữa để sớm được xây dựng. Còn cái tiền điện á, như câu trước rồi đó, cái lưới điện nông thôn thì ở đây là chỗ xã ấp, hai ấp này sẽ tuyên truyền vận động, thì mong bà con mình cũng cố gắng để thực hiện ủng hộ sớm để chúng ta gom, thì dự kiến là chúng ta có thể là trong tháng 4 này đó là sẽ triển khai thực hiện cái lưới điện trước. Trong số các kiến nghị về giao thông nông thôn, có cử tri đề xuất nên xử lý triệt để việc hát karaoke làm phiền giờ nghỉ ngơi của hàng xóm. Giải đáp vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, đề nghị các đồng chí công an xã, văn hóa xã, ban ngành đoàn thể ấp phối hợp nhắc nhở, có biện pháp tuyên truyền tránh ảnh hưởng giờ giấc nghỉ ngơi của người dân. Mỗi một gia đình chúng ta là nên là phân loại rác đi, để là rác nào mà nó tiêu hủy được thì chúng ta có thể làm phân, còn rác mà tiêu hủy được thì chúng ta nên đốt để nó hạn chế được cái vấn đề mà biến đổi khí hậu. Tại vừa qua tôi cũng có nghe trên đài nói là cái sông Cần Thơ của mình cùng với thế giới là nó cũng đứng là cái sông thứ 15, mà hàng năm là nó đưa một cái lượng rác ra ngoài biển rất là nhiều. Cho nên là mỗi người chúng ta nên có ý thức một chút để bảo vệ cái môi trường cho nó xanh sạch đẹp. Thì Hà Giang phát biểu về cái tiêu chí môi trường, nói chung là chị cũng muốn tuyên truyền ra bà con trong ấp mình để cùng nhau thực hiện, thì đây là một cái việc làm rất hay. Cho nên sắp tới đây thì cái đề án Hậu Giang Xanh là chúng ta có là cái là phân loại rác thải rồi thu gom rác thải, mỗi hộ như vậy đóng ví dụ 20-25 ngàn, cũng mong sao bà con mình cũng thực hiện tốt theo cái ý kiến của chị Giang này, cũng cùng nhau đồng lòng để cùng nhau thực hiện để giúp cho xã cũng hoàn thành nhiệm vụ luôn về cái tiêu chí mà xây dựng cái nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí 17 cũng như là cái đề án Hậu Giang Xanh của tỉnh Hậu Giang. Bà con mình có gì chưa lướt mắt thì có thể tiếp tục hỏi rõ thêm. Còn những cái phản ánh nào tế nhị mà có thể không phản ánh ở đây được, bà con có thể ghi giấy rồi gửi ghi như tôi vẫn là giải quyết. Với phát biểu giải đáp thấu tình đạt lý của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, thu lại được sự hài lòng và đánh giá cao của người dân cũng như cấp huyện. Cái ngày thứ 6 là lắng nghe người dân nói đó, mô hình này là thấy là nó rất là vừa lòng dân, để cho người dân người ta có những cái chuyện gì mà bức xúc đó, người ta sẽ nói để mà cởi mở để cho cán bộ sửa đổi lại cái lề lối làm việc. Cán bộ giải đáp rất là thỏa đáng, cái mô hình này rất là tốt, làm cho lòng dân tin tưởng nhiều hơn đối với sự lãnh đạo của đảng và của nhà nước. Qua 8 năm là cái vấn đề là tiếp xúc đối thoại trực tiếp với người dân hàng tháng, và cái việc xây dựng cái mô hình này đối với địa bàn của các ấp thì người dân được thoải mái là trao đổi góp ý và được lắng nghe những cái câu trả lời hết sức thỏa đáng của chính quyền địa phương đó, thì qua đó thì nâng cao được cái vai trò vị thế của người dân và cái kết nối được cái cầu nối giữa đảng nhà nước với nhân dân trong cái mối quan hệ của dân và đảng. Kết quả thực hiện trong 8 năm qua thì nói chung là đem lại cái sự hài lòng cho người dân. Đa số người dân là mình đồng tình, ủng hộ với cách làm như cách giải quyết. Thì ví dụ như mấy vụ việc những năm vừa qua chúng ta làm được, thì hôm nay như chứng tỏ như mình thấy đó, khi mình mời dân đi đông đủ là có nghĩa là dân tin tưởng vào cái tín nhiệm của mình, tín nhiệm vào cái mô hình của mình. Thì trong năm qua thì cái mô hình chúng ta là giải quyết trên 100 vụ việc và giải quyết có nghĩa kịp thời cho bà con, cho nên chính vì thế mà bà con mình là tin tưởng, và khi mà có những cuộc đối thoại thì bà con mình đi rất đông. 8 năm qua, gần 100 kiến nghị tập trung vào những nội dung tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an toàn giao thông, môi trường, chính sách an sinh xã hội, lĩnh vực hộ tịch, hộ khẩu. Đặc biệt, năm qua, từ việc tố giác của người dân về phong cách đạo đức, lối sống, tác phong và cách ứng xử của cán bộ công chức, Đảng ủy, Ủy ban quyết định kỷ luật và cách chức một cán bộ địa chính liên quan đến việc nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân. Các ý kiến kiến nghị của nhân dân tại các cuộc tiếp xúc được giải quyết cơ bản thỏa đáng, được nhân dân đồng tình.
Qua ý kiến của người dân, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đánh giá việc thực hiện những chủ trương chính sách ban hành khi đi vào thực tế cuộc sống, có những vấn đề cần rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung kịp thời. Từ đây phát huy được quy chế dân chủ cơ sở, người dân có điều kiện tiếp cận nhiều hơn với các thông tin mới và những chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của công dân. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội được phát huy, hiệu quả hoạt động được nâng cao. Đến đây, chuyên đề Đại đoàn kết xin được khép lại. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Ngay sau chuyên đề này, mời quý khán giả xem lại tại địa chỉ hậu giang tv.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.